xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Chúa luôn đường lối Chúa chính trực bền tâm dõi bước, nhiều công sức nay người được hướng thánh nhang, ngàn muôn phúc nồng hạnh phúc dâng tràn. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con đời sống chúng con. Cành nho chín thơm ngọt chỗ nhiều trái tươi, là hiền thế dịu dàng ở trong gia thân. Cành ô liu đâm nhiều trời phúc đón đêm, là con cái ban đồng ấm sung. Xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Ngàn ơn phúc xuống cho người sợ Chúa luôn, từ Si-ôn Chúa thương tình luôn chung phúc. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con.
Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn đồng nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính cha gia đình, cũng như hai thầy phó tế, một thầy đang giúp sứ của cha và một thầy đây cũng là gia đình. Tất cả hôm nay chúng ta trong gia đình của giáo họ cũng như gia đình của dòng tộc họ hàng. Hôm nay chúng ta đến nhà thờ này được phép của cha chính sứ, con về đây cử hành bí tích hôn phối cho các cháu. Đó là anh Du Xe Ngô Văn Duẩn và chị Maria Bùi Thị Thương. Duẩn này cũng có tên tuổi ở trong lịch sử của Việt Nam, hàng lãnh đạo. Thương cũng ở trong cái hàng ngũ đó. Hy vọng gia đình các cháu luôn luôn sống tốt, tốt giữ lễ nghĩa gia phong cho đúng mực và không ngừng hoàn thiện chính bản thân mình. Mình muốn làm được những việc gì thì thứ nhất là phải tu thân tích đức, rồi là tu thân tích đức tề gia trị quốc bình thiên hạ, sống cho đúng. Thánh Đế hôm nay cũng cầu nguyện cho gia đình mới, cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, ân thân nhân xa gần của hai dòng họ. Người còn sống xin cho họ được hạnh phúc và bình an. Những ai đã qua đời xin cho họ được hưởng nhan Thánh Chúa. Trước khi dâng Thánh Đế, chúng ta sám hối tội lỗi của chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Trong đời đồng trinh các thiên thần cân thân và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện lành. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung cùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Thiên Chúa,
là con đứa Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiếu đức Chúa Cha. Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thật cao cả mà thánh hóa sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân Chúa báo trước mầu nhiệm của Đức Kitô và Hội Thánh. Chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây biết lấy việc làm thể hiện điều họ nhận thức được qua đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách sáng thế. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy dựng nên người con người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, và họ hãy làm chủ cá biển, chim trời, mọi thú rừng, tất cả trái đất và mọi loài bò sát di chuyển trên đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình, Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa, Ngài tạo dựng họ có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều, đầy mặt đất và chế ngự nó, hãy làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Phúc lộc cho người biết tôi sợ Chúa, phúc lộc cho người sống theo đường lối, cùng phúc tay người làm ra sẽ an lòng, bao nhiêu vận hạnh và phúc lộc dư tràn. Lộc dư tràn đôi trên nhà nước, phúc lộc mưa người với bao hạnh phúc, con cái của người tựa nho quý sinh trời, như cây tuyệt vời hiện thế bạn vui cười.
ban đầy tay những ai tôn sợ kính yêu một Chúa, xin Chúa cho người được xem thấy mai ngày gia liêm thịnh đạt hiền lắm trong lâu dài. Thật là hạnh phúc cho ai kiêm cung, cho kẻ đã sợ tin luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh chung trinh bên yêu một Chúa, sẽ được Thiên Chúa yêu thương ban phúc thiên liêng, an vui vô biên, và ngày sẽ sống sống trong tình yêu với thánh ân huyền diệu. Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta. Anh em hãy tùng phục nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu người vợ, Đức Kitô là đầu hội thánh, chính người là đấng cứu độ thể thân thể mình. Như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh, để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỳ ố, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy,
các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thầy đã nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được nên trọn vẹn. Đây là huấn lệnh của Thầy: các con yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cả ba bài đọc của ngày lễ hôm nay đều nói đến tình yêu. Tình yêu, cái bài đọc 2 nói là tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Rồi bài đọc 1, rồi bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Thì tình yêu thì ai cũng định nghĩa nhiều lắm. Tình yêu là cái gì? Tình yêu là hy sinh. Như ví dụ những người giàu muốn thương cái người nghèo, cho người ta nắm cơm, bảo vậy không cho vì cái gì? Vì yêu, thương. Một cụ già đi qua đường, rồi một em bé nó dắt qua, hỏi sao con làm thế? Bởi vì con yêu thương. Có nghĩa là yêu thương là gì? Là hy sinh cái gì mình có cho người khác. Nhưng mà cái đó là chỉ là tình yêu nhân loại, tình yêu xã hội, tình yêu cho do lòng trắc ẩn của thân, cái tự do xác thịt. Cái bài đọc mà trong cúng lễ cưới này của sách Trích Sách Tobia có nói như thế này: không phải vì lý do sắc dục mà tôi cưới lấy cô em đây làm vợ, nhưng chỉ vì mến yêu dòng dõi Thiên Chúa đến muôn đời. Vậy thì đâu phải là sắc dục. Cho nên là đẹp xấu thì nó chỉ là ở cái tương quan xã hội. Nhưng tình yêu, Chúa Giêsu nói là đây là huấn lệnh của Thầy. Huấn lệnh là cái gì? Lệnh là phải làm, huấn là giáo huấn, lệnh phải là cái dây. Anh không thể ra ngoài cái lệnh đó được. Anh trái lệnh, như ví dụ ở quân đội trái lệnh là nó bắn chết liền. Bây giờ nó hô lên xung phong mà anh trái lệnh, anh này đi ngược lại đào tẩu là nó xử chết liền. Lệnh quân đội là như thế. Vậy thì không phải là lời khuyên, Chúa Giêsu nói không phải là nói lời khuyên, mà đây là huấn lệnh của Thầy là cái gì? Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Trước hết là ở lại trong tình yêu, và thứ hai nữa là thể hiện cái tình yêu đó như Thầy đã yêu thương các con. Đấy, cha bây giờ cha giải thích hai cái điểm đó thôi cho anh Duẩn, cháu Duẩn với cháu Thương hiểu cho đúng. Vậy trước hết hiểu được cái tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh thì nhiều bài đó ai cũng nói rồi, từ bé đến giờ đã nghe đọc rất là nhiều. Nhưng Chúa Giêsu yêu thương Hội Thánh như thế nào? Thứ nhất, Ngài yêu thương Hội Thánh, Ngài yêu thương con cái Ngài ở trần gian, Ngài đã hiến mình vì Hội Thánh, trở thành bí tích để ở lại với Hội Thánh, ở lại với con cái của Hội Thánh. Rồi Chúa Giêsu còn thiết lập chức linh mục để lãnh đạo Hội Thánh và cử hành các bí tích trong Hội Thánh. Chúa Giêsu, ông Phêrô nói thôi Thầy đừng có lên Jerusalem, nó đang ghét Thầy, nó bắt rồi, nhớ nó bắt rồi, nó giết Thầy. Cái đó đúng không? Ông Phêrô nói rất đúng. Bởi vì một người theo Chúa thấy Thầy mình như vậy đang bị gọi là nhiều cái ác cảm như vậy, can ngăn Thầy là đúng rồi, nhưng Chúa có chấp nhận không? Có cái nhìn vượt qua cái đó.
Satan con lui lại đằng sau thầy vì con đã cản bước của thầy. Như các em nói thiếu nhi nó học Chúa Giêsu lên Jerusalem có ý nghĩa nào? Thưa, có những ý nghĩa này. Một là xưng mình là vua Kitô, là đấng cứu thế. Hai là tự nguyện chịu chết. Ai có bắt đâu. Cái chén đắng đó, chén đắng mà Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane cũng vậy. Nếu đẹp lòng cha xin cho con khỏi uống chén này, nhưng một theo ý cha và đừng theo ý con. Nghĩa là Ngài gác bỏ cái ý riêng của mình. Nếu mà phân tích thì nó kỹ lắm, nó xa lắm. Thôi nói sơ sơ rồi. Chúa Giêsu chấp nhận. Một là xưng mình là vua Kitô. Hai là tự nguyện chịu chết. Ba là cho biết nước Thiên Chúa sẽ hoàn thành khi người chịu chết và sống lại. Qua cái chết của Chúa Giêsu và sự phục sinh của Ngài thì các môn đệ mới hối hôi đó. Thôi vậy là thời gian mình ở với thầy mình cứ hay nói về cái chuyện này chuyện kia. Lúc đó mới suy nghĩ, vậy thì hôn nhân công giáo là gì? Đầu tiên chúng ta định nghĩa là hôn nhân là gì nhỉ? Nhân là người, hôn là kết, là hai thành một. Nếu mà giải thích như vậy thì nó cũng chưa có ý nghĩa gì hết. Vậy bây giờ có hôn nhân đồng giới nhé, cũng là hai người, nhưng mà nó trái với luật tự nhiên. Cái tự nhiên bây giờ nó không phải như vậy. Vậy thì hôn nhân là một khế ước được ký kết giữa một người nam và một người nữ. Hiện giờ, đến bây giờ Việt Nam cũng chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới. Cho nên là nó phải là quy luật tự nhiên. Vậy thì hôn nhân là một khế ước chứ không phải là một giao ước. Một khế ước được ký kết giữa một người nam và một người nữ. Nam là 100% và nữ cũng phải 100%, không 50-50. Với đầy đủ tự do, có nghĩa là phải làm chủ được trí khôn, chứ không như là mấy cái ông mà đứng ở trên tòa, ông bảo thôi số tôi nó đen, tôi cứ nghĩ là người ta biếu chỗ đâu, tôi cứ nghĩ là nhận vậy là hối lộ, đúng không? Anh không làm chủ được trí khôn, cái quà người ta đưa cho anh không phải là chuyện đút lót, hối lộ, mà là cái chuyện để tôi nghĩ người ta tốt, người ta biếu. Ai mà biếu 4 chai rượu vang thì không phải không? Ở đây cũng, các ông các bà có biết 4 chai rượu vang không? À, thôi cái chuyện đó là cái chuyện trốn tránh trước mặt thiên hạ, nói như một người không có trách nhiệm, thứ trưởng hay làm cái gì đi chăng nữa, nhưng anh không làm chủ được trí khôn, nghĩa là anh không có tự do. Và đã không làm chủ được trí khôn thì không ai kết án anh được cái hành vi. Mà cái hành vi của nó là phải từ 18 tuổi, là hành vi chịu trách nhiệm về hành vi đó. Cho nên là cái định nghĩa về hôn nhân nó rất rõ. Hôn nhân là một khế ước được ký kết giữa một người nam và một người nữ. Với tự do, hoàn toàn tự do. Và cái gì nữa? Ý thức trách nhiệm về cái tự do của mình. Để làm gì? Để yêu thương nhau trọn đời. Tại sao bây giờ có các gia đình ly tán, chồng một nơi, vợ một lãng ngã? Thứ nhất, có tự do nhưng không có ý thức trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của tôi là một người chồng, một người bố, tôi phải lo cho gánh vác cho gia đình, cho con cái được học hành trưởng thành. Tôi là một người vợ, tôi phải lo chăm lo cho chồng. Rồi người ta gọi là giàu về bạn, sang về vợ. Ông chồng đi đâu mà cụt cằn quá, còn có nói ở dưới xứ con này, nếu mà cha mà đi lễ ở đâu mà áo lễ của cha mà hôi, là người ta không có chê cha bẩn mà chê mấy bà sơ. Bởi vì
Nếu các bà không đồng ý giặt áo thì đã có bao nhiêu giáo dân người ta giặt áo. Còn các bà nhận giặt áo là đi đâu phải thương. Hôm qua ông thầy về bảo, bà sợ bảo vậy thầy, con có phải giặt áo cho thầy không? Bà không, thầy tự lo, bao giờ làm cha để hắn lo. Không, cái tự do, anh tự do nhận hay không nhận. Nhưng khi anh nhận rồi thì anh phải có ý thức về trách nhiệm của mình. Vậy thôi, nó rất đơn giản, nhưng nó không phải là dễ. Vậy tại sao hôn nhân công giáo lại là một bí tích nữa? Vì Chúa đã thiết lập trở thành bí tích để làm gì? Để Chúa chúc phúc cho cái hôn nhân đó ngày càng càng hoàn thiện hơn. Cha cũng nguyện chúc cho hai cháu. Thứ nhất là chúng con cứ tối đến chúng con hai vợ chồng đọc ba kinh kính mừng thôi. Sau đó hỏi hôn nhân là như thì chuẩn hỏi thì cái thương nó thương. Thì hôn nhân là một khế ước được ký kết giữa một người nam và một người nữ với tự do và ý thức trách nhiệm để yêu thương nhau trọn đời và sinh sản cùng dạy dỗ con cái được nước thiên đàng cha cả sống cho. Thế là tối mai thì lại 2, 4, 6 thì là chuẩn hỏi thương trả lời, còn 3, 5, 7 thì thương hỏi chuẩn phải trả lời. Mỗi một lần ghét nhau á, mỗi một lần ghét nhau thì quay đi cũng được nhưng mà vẫn hỏi to. Hỏi hôn nhân công giáo là gì? Thưa là một khế ước. Có các bà có hỏi bao giờ? Đấy, cho nên là tại sao các ông các bà không hiểu nhau? Vì không tìm lại cái gốc đầu tiên. Để yêu thương nhau trọn đời, sinh sản và dạy dỗ con cái. Hôn nhân công giáo là một bí tích vì Chúa thiết lập trên nền tảng Chúa Kitô và Hội Thánh. Bây giờ cha nói sơ sơ thôi, chỉ 2 phút nữa. Chúa Kitô và Hội Thánh, Chúa yêu Hội Thánh, Chúa thiết lập Hội Thánh. Duẩn hay thương muốn thiết lập một khế ước hôn nhân thì hai con phải yêu thương nhau đã, rồi có duyên được biết đến với nhau. Mình phải thiết lập cái mối quan hệ vợ chồng. Rồi Chúa Kitô đó chết vì Hội Thánh thì duẩn hay thương không phải là của mình nữa mà là của gia đình mình. Tôi yêu anh ấy, tôi mới giặt quần áo cho anh. Tôi vì người nào? Vì ai? Vì dòng tộc? Vì họ hàng? Tôi mới đi mò cua bắt ốc kiếm tiền cho anh đi ăn đám. Không có tiền ăn đám sao? Cho nên là mỗi một cái đồng tiền chúng ta bỏ ra là đượm mồ hôi và nước mắt. Đó. Chúa Kitô thiết lập Hội Thánh, Chúa Kitô gửi Chúa Thánh Thần đến gìn giữ Hội Thánh, hướng dẫn Hội Thánh. Thì nếu chúng con sống tốt trong ân nghĩa của Chúa Kitô thì Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong gia đình của chúng con. Còn bằng không thì ngược lại hoàn toàn. Gia đình không phải là nơi vun trồng ơn gọi mà là một cái nơi hỏa ngục đền tội suốt đời. Suốt ngày bà ấy phang cho mấy câu, suốt ngày ông cũng phang cho mấy câu. Nhưng mà hy vọng trong thế giới ngày hôm nay chúng con vất vả hơn ngày xưa nhiều, nhưng chúng con hãy cố gắng có Đức Mẹ, có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chắc chắn sẽ thành công. Các con thân mến, các con đến đây để ý muốn kết hôn của các con. Trước mặt vị thừa tác viên của Hội Thánh và trước mặt cộng đoàn được Thiên Chúa đóng ấn bằng một ấn dấu linh thánh, và nhờ phúc lành của Người, tình yêu của các con được thêm phong phú để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác trong hôn nhân
Bởi vậy trước mặt hội thánh cha hỏi ý kiến của các con, anh Giuse Ngô Văn Duẩn và chị Maria Bùi Thị Thương. Các con đến đây để kết hợp, kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi trọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái và Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh người. Anh là Giuse Ngô Văn Duẩn nhận em Maria Bùi Thị Thương làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian lao, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Bùi Thị Thương nhận anh Giuse Ngô Văn Duẩn làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian lao, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa lấy làm nhân hậu chuẩn ý sự ưng thuận của các con vừa rồi là trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tương đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì khiến Chúa liên kết loài người không được phân ly? Nào ta chưa công Chúa. Em Maria Thương, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Duẩn, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha đầy tình thương và tác tạo và chúc phúc cho cuộc hôn nhân đầu tiên là Adam và Eva, để họ được muôn phần hạnh phúc và cùng nhau xây dựng tổ ấm trong yêu thương và phụng vụ. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. Chúa không ngần ngại danh ví Hội Thánh là hiền thế của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương gìn giữ Hội Thánh của Chúa trong hiệp nhân, yêu thương và không ngừng phát triển trong thế giới hôm nay. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh là mẫu gương tuyệt vời nhất cho các gia đình Công giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu đã lãnh nhận bí tích hôn phối biết chung thủy với nhau mãi mãi, để nêu cao sự kết hiệp nhiệm màu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tình yêu Chúa đã liên kết đôi bạn lên một. Chúng ta cùng cầu xin Chúa đổ muôn phúc lành xuống trên chúng con vừa mới thành hôn hôm nay. Xin Chúa luôn nâng đỡ, hướng dẫn đời sống chúng con khi vui cũng như lúc buồn, và cho chúng con được suốt cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho chúng con được sinh ra và lớn lên trong mái ấm gia đình. Xin Chúa gìn giữ và chúc phúc cho cha mẹ chúng con, để các ngài luôn mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc khi thấy con cái mình thành đạt thánh nhân. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, gia đình Thánh Gia là mẫu gương cho các gia đình Công giáo về đời sống đức tin cởi mến cũng như đời sống lao động chuyên cần. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương gia đình Thánh Gia, biến gia đình chúng con thành tổ ấm đầy yêu thương và hiệp nhất.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Song công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xem đặt, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đã hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu cho con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật chính đáng hoài đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn đấng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ai Chúa lên địa vị cao sang dường ấy để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu, Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu để được Chúa cho thông phần tình yêu vinh cửu của Chúa. Chính bởi nhờ môn nhân thanh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thanh nhiên tình yêu nhân loại nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung ngô rằng sở thánh thiên. Vì thế chúng con là xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa đánh qua những quả lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi thực hiện được mình chiêu khô hình người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Cha Thomas chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Du Xe Ngô Văn Thuẩn và chị Maria Bùi Thị Thương mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn hôm nay. Nhờ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và sống hòa thuận trong bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, cả Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong giờ nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lời Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước tham dò những điều chúng con cho khỏi sự dữ. Anh chị em thân mến, chúng ta tha thiết cầu kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên cặp vợ chồng này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha chi thánh, Cha đã tạo dựng con người giống hình anh Cha và cho họ có nam có nữ, để người nam và người nữ khi được liên kết nên một nơi thể xác cũng như tâm hồn, biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian. Lạy Chúa, để mà khai chương trình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà thiên ta giao ước Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ thì mầu nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Cho con nài xin Chúa đoái thương giơ tay trên tôi tớ Chúa, đây là anh Giô-xê Ngô Văn Duẩn và chị Maria Bùi Thị Thương mà tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh qua Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa trong khi anh chị cùng nhau sống bi tính vừa cử hành. Và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên y hợp tâm đầu. Lạy Chúa, xin cùng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình anh chị gầy dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng đường nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin cho đời đường ban trần đầy phúc lành trên nữ tỷ Chúa, đây là chị Maria Bùi Thị Thương, để ghi chú toàn bốn phân làm vợ và làm mẹ, nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cũng dùng phúc lành bơi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa, đây là anh Giô-xê Ngô Văn Duẩn, để anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy và người cha cần mẫn. Lời Cha chi thánh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha đang ao ước tiến đến bàn tiệc của Cha ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em mà ở cùng xa. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đây đường xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giờ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây hoa, như sóng ngâm tràn, bước hiên ngang trên đôi trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng nghe lời mến thương trọn đời. Xin cho nàng chúng câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những ngày vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn nơi mến yêu trọn đời. Xin cho chàng gian lao muôn trùng luôn bước y hoàng, sống bên con nâng đỡ chờ che nối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Thank you.
lời cầu nguyện. Lời Thiên Chúa toàn năng cho con là xin Chúa cho sức mạnh của bi tinh đã lãnh dần được gia tăng nơi các tôi thơ Chúa đây, và xin cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả qua lễ tế chúng con vừa dâng tiên. Chúa con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin khi Chúa Giêsu đấng đã đại thương hiện diện tại tiệc cưới Cana rộng ban cho các con cái và thân quyến phúc lành của người. Amen. Xin chính người đã đấng đã yêu thương hội thánh đến cùng không ngừng tuân đổ vào lòng các tín hữu tình yêu của người. Xin cho ban cho các tín hiệu khi minh chứng niềm tin vào giờ phục sinh của Đức Kitô biết vui mừng trong đời niềm hy vọng hồng phúc. Và xin chấp lành qua Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy son chúc anh chị em đi bình an. Phai, ngài thương che chở hai trái